nhưng mà cái âm trầm của nó đánh cực kỳ tốt và đánh rất là tròn, âm thanh xuống sâu, mềm, nhẹ nhàng. Và mình có làm một clip test chi tiết về cặp loa Marantz cũng như đầu Denon M39 này các bạn nha. Một sự phối ghép rất là đồng bộ về màu sắc cũng như là thiết kế và đặc biệt là chất âm. Rất châu Âu, bass xuống sâu, treble rất là nhuyễn, chỉnh được Super Dynamic Bass On Up và chỉnh được bass treble 10 nấc luôn. Con này có cổng quang optical rồi các bạn nha, nên có thể rất là dễ gắn Smart TV. Và có cổng USB nữa để các bạn có thể chơi nhạc MP3 không bị vướng quảng cáo. Bên cạnh đó là đĩa CD, chơi những cái đĩa chất lượng. Và các bạn, mình có đây, giải thích cho các bạn là có một cái cổng ra súp điện mono subwoofer. Còn bên đây là cổng AUX như chúng ta đang chơi qua điện thoại, máy tính, vân vân. Nãy giờ mình đang tập trung focus ở phần cái âm ly và cặp loa Marantz này. Âm bass mình chỉnh lên phần Super Dynamic Bass rồi, chỉnh treble lên cộng 10 luôn để chơi nhạc điện tử. Và các bạn thấy công suất rất là lớn, mở lớn như vậy mà nó nhồi bass lên như vậy nhưng mà vẫn chưa có bị bể tiếng. Âm thanh cũng rất là tròn trịa. Và tiếp theo chúng ta hãy hướng qua bên tay phải, các bạn sẽ thấy được cục súp của Pioneer. Đấy, đọc từ Pioneer đi, mọi người quen như vậy rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy được cái phần công tắc. Và đây là nút âm lượng. Và chúng ta có một cái cổng phono ở đây kết nối với lại cái dàn máy M39 của chúng ta. Và bất kỳ dàn âm thanh nào, chẳng hạn như là dàn trung, dàn mini trên bàn rồi, dàn trung, dàn 5.1, dàn 7.1, dàn nghe nhạc, dàn xem phim, dàn karaoke, cục súp điện 100V hàng nội địa Nhật các bạn nha. Và chúng ta có điện 100V chuẩn Nhật là PSE ở đây. Và cục súp còn rất đẹp, rất là mới luôn các bạn. Vuông vức góc cạnh và anh này đã kiểu dáng thiết kế khá là hiện đại. Cục súp khá là lớn các bạn nha, nặng 13,5 kg. Chân súp khá là cao để tách biệt cái phần mặt đánh bass ướp đất. Bass con này là bass 20. Tuy nhiên con này có công suất lớn và thùng thể tích cực lớn, nặng. Cái bass 20 nhưng mà cái nguyên một cái thùng này cái nó nặng 13,5 kg và nó làm rất là lớn. Thật sự là nếu mà so với những cái dòng súp bass 20 khác thì cái ngoại hình của nó lớn hơn khá là nhiều. Và cái âm trầm nó đánh ra, cục súp của Pioneer rất khác biệt các bạn nha. Các bạn có thể dễ dàng để tăng cái phần âm trầm cho dàn 5.1, 7.1, những cái dàn lớn luôn á, chứ không phải là dàn nhỏ đâu. Và những cái dàn âm thanh nghe nhạc karaoke dàn lớn của các bạn, để nó hỗ trợ cái phần âm siêu trầm. Phần siêu trầm các bạn nha, các bạn nên tách cái phần siêu trầm này ra so với những cái dàn loa, chẳng hạn như cái loa này nè, những cái loa to lớn này. Thì cái bass này cũng rất là tốt rồi, nhưng mà để mà các bạn có thể muốn coi phim hay là muốn chơi nhạc điện tử mà cái âm thanh siêu trầm nó đánh riêng biệt, nó tách biệt ra đó, thì những cục súp này để phát huy tác dụng, hỗ trợ cực kỳ tốt. Và đặc biệt là phần karaoke. Karaoke thì các bạn muốn hay bắt buộc phải gắn súp các bạn nha. Tại vì lúc mà chúng ta mở càng ngày càng lớn lên, và đặc biệt là chúng ta có mang vào rồi, thì càng hát càng lớn, càng mở lớn lên, thì lúc đó là cái phần những cái loa, cái phần âm bass trên cái phần loa chính của các bạn nó bị bắt đầu càng ngày nó càng bị hụt dần. Và nếu các bạn càng mở lớn quá mà mở bass nhiều quá thì nó sẽ bị méo cái phần giọng hát của các bạn. Do đó cục súp nó đánh riêng cái từng phần âm bass, không có bị ảnh hưởng tới cái phần giọng hát đó, không ảnh hưởng tới những cái phần nhạc cụ tông cao, sẽ làm cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn khi mà karaoke cũng như là xem phim. Bây giờ chúng ta cũng những cái bài nhạc như vậy, chúng ta đang mở nhạc trên YouTube thôi. Đây, Last Christmas Remix. Và chúng ta bật âm lượng của cục súp lên. Và mình sẽ giảm cái âm lượng súp của cái loa này. Lúc này thì chúng ta nếu mà gắn súp vào thì các bạn nên giảm bass ở trên cái phần loa chính của các bạn nha, để cho súp nó làm việc, nó sẽ tách biệt hơn. Đó, tắt cái phần super bass đi, rồi giờ tắt cái phần bass này luôn nè. Các
Cái phần trap thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Trap cộng 10 lần thay đổi rất là lớn các bạn nha. Và hãy để cục súp làm việc, các bạn hãy nghe cục súp của Pioneer đánh xuống sâu, không hề kéo đuôi và đánh rất là chắc, tiếng nào ra tiếng đó nha. Và cái không gian nếu mà các bạn để ở dưới đất đó, nó sẽ còn lan tỏa với không gian rất là rộng của các bạn, ngay cả những cái không gian thoáng luôn. Con này công suất đánh ra loa tới 150W và chút nữa mình sẽ cho các bạn xem thông tin trên trang của Pioneer cũng như là những cái trang nước ngoài. Bây giờ mình vặn cái âm lượng, tắt cái cục sub đi và mở nhạc lớn lên để các bạn nghe lại cái bass từ đây ra. Tắt sub rồi. Cái phần âm bass trên đây là mình để là về không hết nha. Tắt super bass, tắt cái phần chỉnh bass để trap thôi. Và lúc này mình cũng đang tắt cục súp luôn và mình mở cục súp lại thì các bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn. Trên bàn nó có nhược điểm các bạn, mình test cái này nó làm rung những cái vật xung quanh, nó tạo ra một cái âm thanh nó hơi tè, nó làm rung cái phần kiến này ở đây của mình nè. Rồi những cái con chuột mình để trên bàn nó cũng đánh nhẹ, cái đĩa nó cũng đánh luôn nè. Cái mức độ cộng hưởng của nó với cái phần đặt mặt, cái mặt ở bên dưới và những cái vật xung quanh đó, do đó chúng ta cực kỳ hạn chế đặt súp ở trên bàn các bạn nha. Quay clip test này mình để như vậy thôi, để nó mình có thể tập trung quay vào nó. Đặt dưới đất thì hơi khó. Cục súp thì bản thân súp là được thiết kế rất là nặng, rất là chắc chắn và có những cái chân chống rung vân vân. Và nó có khả năng tự triệt tiêu cái phần rung động ở trong cái thân của súp. Do đó âm thanh rung động thì không có làm ảnh hưởng đến cái phần súp, các bạn không cần phải lo. Nhưng mà ngược lại, những cái vật xung quanh này, đặc biệt là những cái vật nhẹ và bằng nhựa, nó sẽ bị rung. Nếu mà các bạn đặt ở trên bàn nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng rung rất là khó chịu, những cái âm thanh rè, đặc biệt là cái phần kiến nữa, nếu mà mở lớn quá phần kiến của các bạn cũng hơi rung tè luôn. Nhưng mà cái tiếng rung đó, có cảm giác là nếu mà quay vào clip này thì các bạn có thể không nghe được, nhưng mà mình ở ngoài thì cảm nhận hơi rõ xung quanh mình, không gian nó bị rung . Rồi bây giờ mình thử tắt cái phần loa luôn để nghe cái tiếng bass không luôn cho các bạn nghe này nha. Mình gỡ một cái dây loa ra. Hôm nay chúng ta là test cục súp là chính.
và cái sự phối ghép giữa một cái dàn máy và cục sức. Tham khảo trên những cái trang, ngay cả những trang của Việt Nam luôn. Nhưng mà các bạn hãy để ý cái phần là cái nguồn điện, cái dòng điện nha. Điện 100V là hàng nội địa Nhật. Còn những cái điện là 220 thì các bạn là xuất cho thị trường châu Á, Đông Nam Á thì các bạn thì coi lại nha. Còn ở đây thì chúng ta hàng nội địa Nhật, điện 100V chuẩn PPSE. Và các bạn có thể dễ dàng tham khảo thông tin trên trang của Pioneer luôn nè. Con này còn khá là mới và đời cũng khá là cao nên còn thông tin đầy đủ cho các bạn tham khảo. Bass 20, các bạn muốn dịch qua tiếng Việt hay là tiếng Anh thì tùy nha. Rồi, mình trả lại về tiếng Anh đi. Bass 20. Công suất 150W và maximum là 280W. Nguồn điện là một... Cái phần đây là cân nặng 13,5kg nè. Đó, công suất tiêu thụ điện là 100W nhưng mà cái công suất thực tế ra loa là 150W các bạn nha. Và chiều dimension là 36, 36, 38. Thì là con này cao 38, ngang 36, sâu 36, hình vuông. Mà cao là cao 38, cao hơn chút. Con này vuông vức lắm các bạn nha. Amazon còn bán nè, 150W nè. Đó, công suất ra loa các bạn nha. Các bạn hãy phân biệt cái công suất ra loa và công suất tiêu thụ điện. Cái hiệu quả từ cái phần tiêu thụ thì chỉ 100W thôi, nhưng mà nó đẩy cái phần công suất lên thì chúng ta thực tế ra loa là 150W. Cái dải bass sâu xuống tới 26 hạt và cái ngưỡng cao nhất lên tới 900 hạt. Do đó nó có thể lấn ra tới cái phần trung hơi, cái phần bass cao và cái phần hơi trung âm của các bạn. Đây, các bạn đây, những cái trang Việt Nam mà những cái trang chuyên bán có những cái dòng đời mới điện 220 luôn nha. Nhưng mà con này bán từ năm 2009 cho tới 2017 luôn các bạn. Trang này trang của Mỹ. Chà, bán lâu dữ là 8 năm luôn hả? Bán chạy nha. 2017 luôn nè. Đấy, con này thì hỗ trợ cho cái vấn đề là nghe nhạc, xem phim 5.1, 7.1 luôn, dàn những dàn âm thanh lớn. Công suất đánh thực tế của nó ra tới 150W, nó nhấn mạnh khá nhiều ở cái vùng 150W này. Và cái dải bass sâu từ 26 cho tới 900. Và nó có cái dải đảo pha 0 cho tới 180 độ. Cái đảo pha này mình nhân tiện mình giải thích luôn đi, đây nó có viết nè. Cái đảo pha này nói chung là cũng đáng đồng tiền bát gạo nè. Ôi đồng tiêu rồi, nãy mới thấy nè. Phase control, công nghệ quản lý thời gian và đáp tầng của loa để giảm thiểu ảnh hưởng của sự trễ âm. Tái tạo bass trung thực và sống động nhất để phối ghép với hệ thống loa đa kênh. Đấy các bạn, cái đảo pha này các bạn sẽ sử dụng nhiều cho những cái dòng từ 2.1 cho tới 7.1 nha. Nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề là bị trễ pha so với cái dàn, những cái dàn cái loa, nhiều cái loa vệ tinh. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy nhanh tay tậu cho mình cái con Pioneer cục súp điện hoặc là cái dàn máy
phối ghép cả bộ luôn thì mình sẽ có giá tốt hơn cho các bạn, để giá thành ở bên dưới. Nhân tiện mình giới thiệu đến các bạn luôn đây, cục súp của Pioneer, cục súp màu gỗ luôn nè, mới về luôn này các bạn. Nó về hai cục, thì cục này là cục dài cao, dài sâu về phía sau. Con này thì bát 16 mà màu gỗ thì khá là đẹp nha, bát 16 phía sau nè, nó hơi tối nha. Đây đó, cũng còn rất là mới, vuông vứt góc cạnh hết, thùng gỗ rất là dày dặn. Và đó, cái phần cái nguồn điện ở phía trước nè các bạn, mình sẽ để giá bên dưới cho các bạn luôn. Và con này là con S, con 11 đúp, còn con kia là con 51 nha các bạn. Đó, các bạn hãy nhanh tay tậu cho mình một cục súp hỗ trợ cho dàn âm thanh, từ dàn mini, dàn trung, dàn nghe nhạc lớn, dàn karaoke, hoặc là dàn 5.1, 7.1 vân vân. Súp của Nhật nó rất là khác các bạn nha, âm thanh rất là khác, các bạn đừng có đánh đồng những dòng súp là nghe nó ồn, nghe nó nhức đầu, nghe nó kéo đuôi dài, không có nha. Súp nó rất rõ ràng, đánh tiếng nào ra tiếng đó. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé.